Tại phiên họp trực tuyến chiều ngày 7 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định tốc độ lây nhiễm nhanh hơn đợt trước, thời gian tới việc đánh giá tình hình dịch, kiểm soát khó khăn hơn trước, có thể xuất hiện thêm ổ dịch, thêm nguồn lây. Qua nhìn nhận thực tế, có thể thấy tốc độ lây lan ở đợt dịch này nhanh và hệ số lây nhiễm từ một F0 cao hơn rất nhiều so với trước. Ông Long nhấn mạnh, nguy cơ lây lan ở bệnh viện tuyến cuối cao hơn tuyến cơ sở, trong khi tuyến cuối là tuyến nhiều bệnh nhân nặng. Ông Long đề nghị các cơ sở y tế nâng cảnh báo lên mức cao nhất, có phương án đối phó các tình huống. Bộ Y tế sẽ rà soát hệ thống y tế để chuẩn bị cho tình huống bệnh nhân gia tăng cao hơn. Trong tình huống hiện nay, tất cả phải đảm bảo thực hiện khuyến cáo 5K để tình hình không phức tạp thêm nhiều. Quy mô và số lượng lớn như thế, đòi hỏi tăng lực truy vết F1, F2 phải khẩn trương, quyết liệt, làm việc với trách nhiệm cao. Ông Chu Ngọc Anh nói, và đề nghị Bộ Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia tăng cường phối hợp với Hà Nội, nhất là vấn đề thông tin kịp thời ca bệnh F0 để truy vết nhanh, vì chậm giờ nào là căn giờ đó.